Chào các bạn đến với kênh YouTube Vua Dừa Miền Tây. Bữa nay Vua Dừa mình cưa hết 5 cây xà lon này nha các bạn. Nó không cao cho mấy nha. Đó, giờ Vua Dừa mình cưa xuống cho nằm xuống hết như vậy nè. Nãy giờ Vua Dừa mình qua cưa cũng một số rồi. Đó, đây là công việc mưu sinh hàng ngày của Vua Dừa mình, đi leo dừa rồi cưa cây luôn. Các bạn chỉ có nhu cầu leo dừa cưa cây thì liên hệ với Vua Dừa mình qua số điện thoại 0345275310. Đó, các bạn anh chị có nhu cầu thì liên hệ với Vua Dừa mình hơi sớm sớm á, trước vài ba ngày đã Vua Dừa mình sắp xếp công việc rồi, Vua Dừa mình tới cưa cây các bạn anh chị luôn. Gần xa gì Vua Dừa mình cũng đi hết. Các bạn anh chị thấy video này có hay á, hữu ích thì bạn anh chị cho Vua Dừa xin một lượt đăng ký, like, comment và chia sẻ nha. Camera bữa nay theo Vua Dừa mình nè, ghi hình cho Vua Dừa mình rồi luôn nha. Chúc bà con mình buổi chiều vậy á. Bây giờ Vua Dừa mình hạ cây xài đầu tiên luôn nha, chắc gốc luôn các bạn ơi. Đẩy nó về bên kia rồi, đừng nó ngã bật lại trước á, ngã bật lại trước thấy không. Chết đại cho về trước luôn.
đây nè, nó cắt lấy, cắt lấy. Yeah.
quay khá dài rồi, giờ vừa mình hạ bình đĩa cho nè, mình xung quanh. Đó, bạn thấy không bạn? Đó bạn, đây là năm gốc xoài lon nha bạn. Vừa đó cắt xong rồi nha bạn. Bạn thấy hay gì đấy rồi. Ôi trời, chỉ mưa đang thôi rồi mà nắng quá các bạn ơi. Thôi, video quay khá dài rồi, cho vừa mình xem video tại đây. Bây giờ lại, bye bye.